Vào lúc hơn 10 giờ hôm nay tại khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thế Tiền huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ cháy khiến ba căn nhà bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà và cháy lan sang hai nhà kế bên, lực lượng chữa cháy đã nỗ lực dập tắt đám cháy, ngăn không để ngọn lửa lan sang nhiều căn nhà khác. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi ba căn nhà của người dân, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.